Chào mừng các bạn lại đến với channel của Becky nhé. Hôm nay thì Becky sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tùy chỉnh một cái link, ép một cái link, coi như tạo một cái link gọi là link URL cho kênh của bạn là một cái link. Thì hôm nay thì Becky sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể tạo được một cái link cho riêng bạn, tức là một cái đuôi để cho dễ nhớ. Ví dụ YouTube, www.youtube.com, YouTube. Xong rồi cái kênh của mình, xẹt cái rồi cái kênh của mình. Như vậy thì nó dễ và người ta tìm dễ hơn. Còn giống như là bây giờ cái đuôi của cái kênh của mình nó dài thòng lòng mà bạn sẽ không thể nào mà nhớ được để đưa cho người khác. Thì bây giờ lúc đầu mình cũng nhớ cái kênh của mình là kiến thức ngày nay, ví dụ vậy. Thì mình sẽ đưa là www.youtube kiến thức ngày nay. Thì người ta sẽ tìm ra ngay liền và mình sẽ nhớ cái link đó của mình đó. Thì ngày hôm nay thì Becky sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo được một cái link và cách xóa cái link đó đi. Nếu như bạn đổi tên kênh của bạn thì bạn cũng vào mà bạn xóa cái link đó đi để bạn tạo một cái kênh mới. Nếu mà bạn chuyển đổi tên kênh hoặc là bạn làm thay đổi một cái gì đó cho cái link của bạn để cho dễ nhớ thì điều đó bạn cũng vẫn có thể làm được nha. Ok, và bây giờ chúng ta hãy đi vào trong của video, các bạn quay trở về máy với Becky nhé. Ok, và bây giờ thì Becky sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn làm nhá. Mình sẽ lấy cái kênh này của mình, đọc báo nóng, để mà mình chỉnh sửa cái link tiếp thị, cái link liên kết, cái link gọi là URL các bạn. Thì chúng ta ai cũng cần phải có một cái URL. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào cái hình của cái biểu tượng kênh của mình. Sau đó bạn sẽ bấm vào Studio. Trong Studio, bạn sẽ đi vào phần tùy chỉnh. Trong tùy chỉnh, bạn sẽ vào bản, các bạn bấm vào thông tin cơ bản. Trong thông tin cơ bản này, nếu bạn đổi tên kênh thì bạn đổi ngay trước khi bạn làm. Còn nếu không thì cái URL của bạn nó sẽ nằm ở đây. Nên nhớ là phải 100 người đăng ký thì nó mới hiện ra cái URL. Bây giờ mình đặt URL tùy chỉnh cho kênh của mình. Bấm vào. Rồi, thì ở đây nó sẽ giới thiệu cho mình, nó sẽ đề xuất cho mình một cái link có sẵn, đó là cái tên kênh của mình. Và một cái thì mình có thể thêm những số gì đó hoặc là chữ cái nếu như mình muốn. Mình ở đây mình sẽ lấy cái đọc báo nóng này để mà làm cái kênh của mình. Là cái đường liên kết link của mình. Sau đó mình sẽ bấm vào xuất bản. Và nó hỏi mình là mình có chấp nhận cái này là cái tên, cái kênh của mình với cái link như thế này không? Xác nhận. Và lúc này bây giờ mình thử bấm cái link của mình. Khi mình đưa người ta cái link của mình như vậy thì mình đưa cho ai đó có cái đuôi dễ nhớ. YouTube thì người ta biết rồi. Đến đây thì nó ra cái kênh của mình ở đây. Nó gọn và nó dễ đọc các bạn. Rồi, bây giờ mình đã có cái link rồi nhá. Bây giờ mình muốn xóa đi. Mình không muốn lấy cái link này nữa. Mình sẽ dùng cái link khác. Hoặc là mình khi mình đổi tên kênh đó, mình đổi tên kênh thì mình sẽ thay cái link khác. Ví dụ như vậy, nó không còn là đọc báo nóng. Thì trước khi làm điều đó bạn phải, thì ở đây có chữ xóa này các bạn. Đầu tiên các bạn vô chữ xóa nha. Xóa, mình xóa cái link này đi để mình thêm thắt gì đó, cái link khác, hoặc mình chuyển đổi link khác. Khi bạn mở ra ở đây, kéo xuống phía dưới này, bạn sẽ thấy cái link của bạn, URL tùy chỉnh của YouTube. Đó, đây mình đã tùy chỉnh rồi đúng không? Thì bây giờ mình muốn bỏ đi, mình sẽ bấm vào cái mũi tên ở đây. Rồi, thì mình sẽ thấy ở trong đây nó nói là những người, nếu mà bạn xóa đi thì không ai nhìn thấy. Mình xóa, mình muốn bỏ mà. Rồi mình bấm chữ xóa một lần nữa, chắc chắn là mình muốn xóa đi. Rồi. Và bây giờ mình quay trở lại cái kênh, quay trở lại kênh cũ của mình. Mình refresh cái kênh của mình đi là mình sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ không còn cái URL mình tùy chỉnh nữa mà còn chỉ URL của kênh thôi. Thì bây giờ mình sẽ lại bắt đầu mình bấm vào đây và mình sẽ chọn. Thì ở đây nó có hai cái lựa chọn cho mình, giống như lúc nãy tùy mình. Thì mình lúc này mình chọn và mình bấm xuất bản. Sau đó thì mình sẽ xác nhận. Rồi, vậy là mình đã làm xong một cái link được rút ngắn gọn
cho người ta dễ nhớ và dễ tìm nếu mình đưa link cho ai. Ok, các bạn thấy là xong một cái link, đó, một cái link kênh riêng cho bạn để mà bạn có thể đưa cho người khác dễ nhớ và rút, gọi là link rút gọn đấy các bạn. Bạn muốn đưa nó vào trong cái kênh của mình ấy, và giới thiệu cho người ta để người ta bấm vào đăng ký thì nó cũng không quá dài dòng và không cần phải đem ra ngoài Bitly hay là chỗ khác để mà rút gọn link ha các bạn. Và bây giờ thì Becky cũng kết thúc video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Thân ái mến chào. Becky sẽ quay trở lại với các bạn vào ngày mai. Thân ái mến chào. Bye.